Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thuận Xe Sang. Mọi người lần đầu xem video của Thuận thì mọi người hãy cho Thuận xin một nút like, một nút đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất về các xe sang mới nhất mà Thuận về và bày bán cho quý anh chị và các bạn. Ngày hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2021, giáp Tết rồi, giáp Tết Nguyên Đán rồi, Thuận có về được một chiếc GLC 300, chiếc xe anh cả của nhà GLC của hãng Mercedes-Benz. Đấy, một chiếc SUV hạng sang đến từ Đức nha mọi người nhá. Chiếc xe màu trắng, nội thất màu kem cực đẹp luôn. Đây là tổng thành chiếc xe Thuận đang quay cho mọi người. Chiếc xe này thì sơn zin còn khoảng 95%. Keo chỉ zin 100% và Thuận bảo hành máy móc. Keo chỉ khung sườn cho mọi người. Đấy, na răng đúc 20 inch, 5 chấu kép AMG, cực kỳ khỏe khoắn luôn. Xe đã được trang bị camera 360 nhá. Xung quanh xe, cảm biến xung quanh xe luôn mọi người ạ. Xi nhan tích hợp trên gương. Bậc lên xuống này. Đấy, ra sau này. Một cái điều đặc biệt mình muốn giới thiệu với quý anh chị và các bạn, chiếc xe này mới chỉ chạy có hơn 3 vạn km thôi. Và bằng chứng để khẳng định điều đó tại đây. Đây, chiếc xe sản xuất năm 2017 và sử dụng đét lốp năm 2017, lốp zin theo xe. Cái này là một bằng chứng không thể chối cãi được anh chị em ạ. Hay là ví dụ như là qua cùm phanh đĩa này, chúng ta có thể nhận thấy này, phanh đi rất là dữ này, chưa có độ mòn, chưa có độ gợn. Đấy, mọi người có thể thấy nhá, tất cả những cái nhựa, những cái nhựa ở bên dưới ba bô lê, ba đờ sóc này còn rất là mới, rất là ít xước sát. Thế nên mọi người là yên tâm. Ra khu vực phía đằng sau này, đó, hệ thống đèn hậu full led kết hợp với lại những cái lipo ống xả kép mạ chrome, cực kỳ đẹp luôn phải không ạ. Xe thể thao nam tính, camera 360 với cam sau đã là cam thụt thò, khi sử dụng sẽ thò ra, còn khi không sử dụng sẽ cụp lên trên. GLC 300 4MATIC dẫn động 4 bánh, dẫn động 4 bánh toàn thời gian nhá. Đây, cốp mở điện trình điện. Ở phía đằng sau này là một cái hộp cốp để đồ rất là rộng, rất là sạch. Chiếc xe mình vừa mới về mà chỉ rửa nước qua bán cho mọi người thôi. Đấy, đây này, ni lông còn chưa bóc hết nha mọi người nhá. Đó, nào mở lên xem trong dưới này có gì nào. Có bình cứu hỏa này, phụ kiện nó đi kèm đầy đủ này, có sách hướng dẫn cũng như sổ bảo hành đầy đủ luôn mọi người ạ. Đây còn có một cái rèm kéo ra nhá. Đó mọi người thấy không? Đấy, đóng điện này. Rồi, xin mời mọi người cùng Thuận vào kiểm tra tham quan cái khu vực nội thất. Nội thất màu kem là một nội thất cực đẹp theo đánh giá của Thuận. Ở đây á, cái màu kem ấy nó tạo cho không gian thoáng sáng, mà cho chúng ta một cái cảm giác như là nó rộng rãi hơn. Đây là ghế da của hàng ghế sau. Sau 3 năm sử dụng thì GLC 300 4MATIC này còn rất là đẹp về ghế da. Hiếm có một chiếc xe nào đẹp hơn, cực đẹp luôn. Da căng đét, không hề có nứt vỡ. Đấy, loa của hệ thống loa GLC 300 đã là loa Bumeter nha mọi người nhá. Một cái nữa, GLC 300 khác với lại tất cả các đàn em như 250 hay là GLC 200, đó là cửa sổ trời của GLC 300 là cửa sổ trời toàn cảnh, cửa sổ trời kép panoramic nhá. Đấy, mọi người có nhìn thấy không? Còn ví dụ như là từ 250 thì nó là một cửa sổ trời thôi, và nó không được là toàn cảnh, nó là cửa sổ trời thường. Đây, ở cái khu vực hàng ghế trước, khoang người lái thì đây là một chiếc xe rất là nhiều công nghệ. Gương kính chỉnh điện này, sấy gương sấy kính này, cũng như là nhớ ghế chỉnh điện, nhớ ghế 3 vị trí này. Đó, đến đây thì là bơm hơi lưng ghế này, đầy đủ luôn. Lên khu vực phía bên trên nào, cửa gió điều hòa của nhà GLC, của nhà Mercedes rất là đẹp. Cam 360 này, cảm biến xung quanh xe này. Bên dưới là đèn auto tự động này, có điều chỉnh cao thấp của đèn này. Đó, mọi người nhìn thấy không?
gạt mưa auto tự động này. Đó. Ga tự động giới hạn tốc độ này, điều chỉnh vô lăng gật gù này. Vô lăng tích hợp phím điều khiển này, hỗ trợ đồng thoại dính tay, hỗ trợ điều khiển giọng nói này. Đó. Còn rất là đẹp, logo Mercedes-Benz nằm giữa ấy, rất là sáng. Đây vô lăng zin theo xe nhá. Đấy, còn rất là mới, không hề có độ bóng hay nhẫy hay là rách gì nhá. Đó. Đây, chiếc xe chạy 2 vạn 3 mai. Mình cam kết với mọi người là km zin luôn nhá. Đấy thì mọi người yên tâm khi mua xe của Thuận. Táp lô đã là táp lô khâu da này. Nó có màn hình này, cam 360 hiện này. Đấy, khu vực điều khiển điều hòa này, cũng như là media radio này, touchpad điều khiển màn hình trung tâm này. Xe đã có auto hold này, các chế độ chạy dynamic cũng như là nâng hạ gầm này. Đó, ở đây có một cái hộp để đồ nhá, chúng ta có thể để đồ nhá. Rất là chất lượng phải không ạ? Điều hòa tự động hai vùng độc lập, có cửa gió điều hòa ra hàng ghế sau nhá. Rất nhiều chức năng luôn ạ. Rồi. Chiếc xe này á thì là một chiếc xe cực hot ở thời điểm hiện tại. Anh chị em nào có nhu cầu dinh về chơi Tết thì hãy liên hệ ngay cho Thuận theo số điện thoại 0337904888 hoặc là qua trực tiếp salon Thuận ở địa chỉ 79 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Gặp Thuận salon Tuấn Kiệt nhá. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã xem video và đừng quên đăng ký kênh cho Thuận. Xin hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Thuận rất hay về xe, thế nên là Thuận sẽ đăng liên tục. Mọi người hãy theo dõi Thuận nhá.